Với các cơ ở vùng cẳng tay sau, các cơ vùng cẳng tay sau cũng bao gồm có hai cái lớp cơ dựa trên vị trí là lớp nông và lớp sâu. Chúng ta sẽ quan sát cái hình ảnh các cơ ở vùng cẳng tay sau trên các hình ảnh các xương chi trên nhìn từ phía sau. Đây là cái hình ảnh của mỏm khuỷu, chúng ta có mỏm trên lồi cầu trong. Đây là chỏm con và chúng ta có mỏm trên lồi cầu ngoài. Thế thì các cơ ở vùng cẳng tay sau có một cái đặc điểm ngược lại so với các cơ ở vùng cẳng tay trước về mặt chỗ bám. Các cơ vùng cẳng tay trước chúng ta thấy rất nhiều cơ bám vào mỏm trên lồi cầu trong của xương cánh tay. Thì vùng cẳng tay sau các cơ rất nhiều cơ bám vào mỏm trên lồi cầu ngoài. Chúng ta quan sát thấy các cơ ở lớp nông của vùng cẳng tay sau, những cơ bám vào mỏm trên lồi cầu ngoài như thế nào. Thì đây là cái hình ảnh chúng ta sẽ xem các cơ lớp nông. Các cơ lớp nông của vùng cẳng tay sau bao gồm có một cơ chạy qua khớp khuỷu mà gây ra cử động duỗi khớp khuỷu, bám nguyên ủy từ mỏm trên lồi cầu ngoài xương cánh tay, các sợi chạy xuống dưới và ra ngoài để tới bám vào mỏm khuỷu bám tận. Nguyên ủy là mỏm trên lồi cầu trong, xin lỗi, mỏm trên lồi cầu ngoài của xương cánh tay. Bám tận là các sợi chạy xuống dưới và vào trong để tới bám tận vào mỏm khuỷu và mặt sau của phần trên xương trụ. Bám tận vào mỏm khuỷu và mặt sau phần trên xương trụ. Cơ này có tên gọi theo vị trí cơ khuỷu. Và cơ này chỉ gây ra một cử động thôi là nó sẽ kéo cái xương trụ ở sau lên trên, tức là gây cử động duỗi cẳng tay. Tiếp tục, ở ngoài hơn so với cơ khuỷu cũng lại là một cơ bám vào mỏm trên lồi cầu ngoài. Gân cơ này chạy xuống dưới để tới bám và tận vào nền xương đốt bàn năm. Cơ này lại giống với cả cơ mà chúng ta vừa mô tả lớp nông vùng cẳng tay trước. Bám vào nền xương đốt bàn năm nên gân của cơ này sẽ chỉ co kéo xương đốt bàn năm sau lên trên, tức là gây duỗi cổ tay vào bàn tay thôi. Vâng, và cơ này nằm phía xương trụ nên chúng ta gọi cơ này là cơ duỗi cổ tay trụ. Và cử động của cơ này so với cử động của cơ gấp cổ tay trụ thì thế nào? Cử động duỗi thì là cử động đối kháng rồi, nhưng nó có một cái cử động hiệp đồng với cả cơ gấp của tay trụ, đó là nó sẽ kéo xương đốt bàn năm vào trong và lên trên, tức là gây ra cử động gì? Cử động khép bàn tay, nghiêng trong bàn tay. Cơ gấp của tay trụ gây ra cử động duỗi cổ tay vào bàn tay và khép bàn tay. Ngoài hơn so với cả cơ duỗi của tay trụ là một cơ nhỏ nguyên ủy của cơ này cũng là mỏm trên lồi cầu ngoài của xương cánh tay. Đây là hình ảnh của cái bụng cơ, cơ này rất nhỏ. Gân của cơ này chạy xuống cũng hướng tới ngón út. Tuy nhiên khi xuống đến ngón út thì cơ này nó không bám vào xương bất kỳ nào đó của cái ngón này, mà gân của nó sẽ hòa vào với cả cơ bên ngoài hơn. Chúng ta sẽ mô tả luôn, đó là một cơ cũng có nguyên ủy từ mỏm trên lồi cầu ngoài của xương cánh tay. Cơ này lớn hơn. Phần bụng cơ ở bên trên, phần bụng cơ nguyên ủy ở bên trên. Gân của cơ này chạy xuống dưới đến cổ tay thì chia thành 4 gân để đi tới các ngón từ 2 đến 5. Cơ này giống với cả các cơ gấp các ngón tay nông và sâu ở phía trước. Và cơ này được gọi là cơ gấp
các ngón tay. Cử gấp các ngón tay. Lưu ý là gân của cơ này chạy xuống dưới các ngón từ 2 đến 5 thì mỗi một gân đấy tới bám tận vào nền của đốt ngón xa các ngón này, và trước khi nó bám tận vào nền thì nó tách ra các chẽ gân để bám vào bờ bên sườn của các đốt ngón giữa. Có nghĩa rằng là gân của một mình cơ này ấy, thì bằng cả gân thủng và gân xiên của hai cơ gấp các ngón tay nông và gấp ngón tay sâu ở vùng cẳng tay trước tương ứng. Cơ này được gọi là cơ gấp các ngón tay vì ở phía trước thì chúng ta có hai cơ gấp các ngón tay, xin lỗi, cơ duỗi, có hai cơ gấp các ngón tay nông và sâu thì phía sau chỉ có một cơ duỗi các ngón tay, cơ duỗi các ngón tay. Và dĩ nhiên cơ này nó sẽ gây ra cái cử động của bằng cử động của hai cái cơ vùng cẳng tay trước và đối kháng lại thôi. Cơ duỗi các ngón tay sẽ gây ra cử động duỗi các đốt ngón gần, từ các đốt ngón xa, đốt ngón giữa, đốt ngón gần, nó sẽ duỗi cả xương đốt bàn tay và duỗi cả bàn tay nữa. Cái cơ mà chúng ta nhắc tới phía trước, gân của nó không bám vào xương và hòa vào gân, tới hòa vào gân đi tới ngón út của cơ duỗi các ngón tay. Và vì thế nó sẽ gây ra cử động của chỉ cái gân đi đến ngón út này, ngón út thôi. Tức là nó sẽ gây duỗi các đốt ngón, xương đốt ngón, duỗi xương đốt bàn và duỗi cả bàn tay ở phía ngón út. Tương ứng với cả cử động của cơ duỗi các ngón tay nhưng chỉ là cử động của ngón út mà thôi. Đó, và cơ này được gọi là cơ duỗi ngón út. Cơ duỗi ngón út hay gọi là cơ duỗi ngón năm. Đây là hình ảnh bốn cơ lớp nông mà chúng ta quan sát thấy từ phía sau. Có ba cơ cũng được xếp vào lớp nông nhưng lấn ra khu ngoài hơn. Chúng ta sẽ quan sát ở trên hình ảnh cái xương này, cái phần xương này của cẳng tay và bàn tay. Ba cơ này như sau. Cơ bám vào mỏm trên lồi cầu trong, xin lỗi, mỏm trên lồi cầu ngoài là cơ nằm ở sâu nhất trong số 3 cái cơ ở khu ngoài này. Gân của nó chạy xuống dưới để tới bám tận vào nền xương đốt bàn 3. Và chúng ta lại thấy cái đặc điểm mà bám tận của cái cơ này, nó bám vào xương đốt bàn thôi nên nó chỉ gây ra cử động của xương đốt bàn tay thôi. Tức là khi nó co nó sẽ kéo cái xương đốt bàn ra sau lên trên, nó gây duỗi bàn tay, gây duỗi bàn tay, duỗi cổ tay vào bàn tay. Và vì thế cơ này nó có tên gọi là cơ duỗi cổ tay. Và nó nằm về phía gì? Chúng ta có cơ duỗi cổ tay trụ nằm phía xương trụ rồi. Đây là duỗi cổ tay quay. Và cơ này là cơ duỗi cổ tay quay ngắn. Bởi vì ở nâu hơn so với cả nó, ngay bên trên bám vào mào trên lồi cầu trong, xin lỗi, mào trên lồi cầu ngoài của xương cánh tay. Các sợi cơ chạy xuống dưới. Chúng ta cắt nó đi để lộ ra cơ duỗi cổ tay quay ngắn và gân của cơ đấy đây. Chạy xuống dưới để tới bám tận vào nền xương đốt bàn 2. Và đặt tên thôi, cơ này là cơ duỗi cổ tay quay dài. Có hai cơ duỗi cổ tay quay tới bám vào nền của các xương đốt bàn 2 và 3 là cơ duỗi cổ tay quay dài, bám nguyên thủy từ mào trên lồi cầu ngoài cho tới nền xương đốt bàn 2. Cơ duỗi cổ tay quay ngắn bám từ mỏm trên lồi cầu ngoài cho tới nền xương đốt bàn 3. Và gân của nó thì dĩ nhiên cũng chỉ tác động tới các xương đốt bàn thôi và gây duỗi cổ tay.
nó nằm phía xương quay, chúng ta gọi là các cơ duỗi của tay quay. Và ngoài cái cử động duỗi các xương đốt bàn ra ấy, thì cơ này cũng còn kéo gì ấy, các cái xương đốt bàn này ra ngoài về phía ngón cái này và gây ra cử động gì dạng bàn tay. Vậy các cơ duỗi cổ tay quay dài và ngắn có một cử động đối kháng với cả cơ gấp cổ tay quay, đó là cử động gấp và duỗi, nhưng có một cử động hiệp đồng là cả hai cơ này, cả hai nhóm cơ này, cơ gấp cổ tay quay và các cơ duỗi cổ tay quay thì đều gây ra cử động là dạng bàn tay. Và nông nhất bám ở vị trí cao nhất, chúng ta cũng sẽ thấy đây trên này là một cơ bám nguyên uể từ mào trên lồi cầu ngoài của xương cánh tay. Cơ này rất lớn và điểm đặc biệt của cơ này nó nằm ở vùng cẳng tay sau, nhưng đây là mặt cắt ngang qua cơ đó hay đầu bám nguyên uể. Phần lớn các sợi cơ của cơ này thì lại lấn ra phía trước. Đây là hình ảnh chúng ta quan sát thấy cơ đó ở phía trước. Một cơ bám từ mỏm trên lồi cầu ngoài, nguyên uể của nó là mỏm trên lồi cầu ngoài của xương cánh tay. Các sợi chạy xuống dưới và phần lớn lấn ra mặt trước để gân bám tận của cơ này bám vào ngay trên mỏm châm quay. Đây là cái hình ảnh của mỏm xương mọc xuống dưới ra ngoài của xương quay, bám tận ngay trên cái mỏm trên của cái, ngay trên cái mỏm châm quay. Và cơ này được gọi tên theo chỗ bám của cơ. Cơ có tên gọi là cơ cánh tay quay, tức là đi từ xương cánh tay tới xương quay. Nhưng phần lớn cái bụng cơ nó lại lấn ra mặt trước. Ở đây là hình ảnh cái đầu bám nguyên uể của cơ cánh tay quay. Chúng ta thấy nó lấn ra mặt trước. Với cái chỗ bám như thế này, với việc các sợi cơ lấn ra mặt trước, thì cử động của cơ này ra sao? Nó chạy qua khớp khuỷu, và với các sơ phần lớn các sợi cơ chạy ra mặt trước thì nó sẽ gây ra cử động gấp khớp khuỷu. Sau đó nó kéo cái xương quay và xương mỏm châm quay và xương quay ra trước và lên trên, gây gấp cẳng tay. Ngoài ra thì cơ này có một cái vai trò hết sức quan trọng nữa là giữ cẳng tay ở vị trí trung gian. Trung gian tức là tư thế giải phẫu. Có nghĩa sao? Có nghĩa rằng là nếu cẳng tay đang ở tư thế ngửa quá mức thì các sợi ở phía trước sẽ kéo cái mỏm châm quay ra trước và vào trong, tức là gây ra cử động sấp để đưa về vị trí trung gian. Ngược lại, khi cẳng tay ở vị trí sấp thì các sợi phía sau của cơ này sẽ mỏm kéo mỏm châm quay ra sau và trở về vị trí trung gian. Như vậy cơ này gây ra cả cử động gấp và sấp, sấp và ngửa để giữ cái cẳng tay tại cái vị trí trung gian giữa hai cái cử động đó. Cử động của cơ cánh tay quay bao gồm có gấp cẳng tay, sấp và ngửa cẳng tay để giữ cẳng tay ở vị trí trung gian. Cơ có tên gọi theo chỗ bám là cơ cánh tay quay. Đây là ba cái cơ cũng được xếp vào lớp nông khu ngoài: cơ cánh tay quay, cơ duỗi của tay quay dài, cơ duỗi của tay quay ngắn, và các cơ này lần lượt nằm từ nông vào sâu. Với các cơ ở lớp sâu của vùng cẳng tay sau, lớp sâu vùng cẳng tay sau có các cơ như sau. Cũng có một cơ chạy chỉ qua khớp khuỷu mà thôi. Cơ này có nguyên uể, đây là hình ảnh mà chúng ta quan sát thấy cái cơ đó lộ ra từ lớp sâu và bị che lấp bởi các cơ ở vùng khu ngoài. Và để quan sát kỹ hơn thì chúng ta sẽ quan sát bởi một cái hình ảnh tách biệt riêng cái đầu trên của các cái xương cẳng tay, cái khớp quay trụ gần ra. Đây là cái hình ảnh mà chúng ta quan sát thấy cơ
sấp tròn, với cái đầu bám vào xương cánh tay thì được cắt rời bỏ đi cùng với cả cái xương cánh tay rồi. Và đây là hình ảnh cái cơ này đang co, cơ sấp tròn. Và khi cơ này co thì nó sẽ kéo xương quay ra trước và sau, gây ra cử động sấp. Đây là cử động sấp. Thế thì cái cơ mà chúng ta vừa nhắc tới chạy qua khớp khuỷu lớp sâu này là một cơ có nguyên ủy như sau, bao gồm có hai đầu bám. Đầu thứ nhất là các sợi bám vào mỏm khuỷu của xương trụ. Các sợi này chạy xuống dưới và ra ngoài. Và cái đầu bám thứ hai là các sợi bám vào cái mà chúng ta vừa nhắc tới đây, mào cơ ngửa nằm ngay dưới cái khuyết quay, nơi mà chỏ xương quay nó lóc vào đấy. Đây là cái hình ảnh mà xương cái cơ này nó lộ ra ở phía sau. Và tận hết của cơ này là các sợi cơ sẽ chạy xuống dưới ôm quanh cổ xương quay để tới bám vào 1/3 trên mặt ngoài của xương quay. Nguyên ủy bao gồm có mỏm khuỷu và mào cơ ngửa đều từ xương trụ, và các sợi cơ ôm vòng quanh cổ xương quay để tới bám vào 1/3 trên mặt ngoài của xương quay. Và khi cơ này nó co ở trong cái tư thế mà cẳng tay đang sấp á, cơ này trong cái trên cái hình cơ này đang bị giãn ra do cái cơ gỡ sấp tròn nó đang co gây sấp của cẳng tay, thì cơ này sẽ kéo xương quay ra ngoài và ra sau và gây ra cử động ngửa. Đây chính là cơ ngửa đối kháng lại với cả các cơ sấp ở vùng cẳng tay trước. Và vùng cẳng tay sau chỉ có một cơ này gây ra cử động ngửa mà thôi. Cơ ngửa, và cử động của nó như tiếng gọi ngửa cẳng tay vào bàn tay. Các cơ lớp sâu còn lại chúng ta sẽ quan sát trên hình ảnh này, bao gồm có các cơ như sau: một cơ bám vào mặt sau của xương quay xương trụ và màng gian cốt, nguyên ủy của nó đấy, mặt sau xương quay xương trụ và màng gian cốt. Đây là bụng cơ ở bên trên. Gân của cơ này chạy xuống dưới bắt chéo và nông so với cả gân của các cơ gấp duỗi của tay quay dài và ngắn để tới bám vào nền xương đốt bàn ngón cái, phía ngoài nền xương đốt bàn ngón cái. Cơ này khi co gây ra cử động chính là gì? Nó sẽ kéo cái xương đốt bàn ngón cái ra ngoài và lên trên, tức là gây ra cử động giãn ngón cái. Và tên của cơ cũng tương tự, chúng ta có cơ giãn ngón tay cái dài. Sẽ có một cơ dạng ngón tay cái nó ngắn nữa. Thế ngoài cử động dạng này thì nó còn gây ra cử động gì? Nó kéo mạnh hơn nữa, nó kéo cả bàn tay ra ngoài, nó gây dạng bàn tay luôn. Dạng ngón cái, dạng bàn tay. Và lưu ý là cái cử động dạng ngón cái và cái cử động duỗi ngón cái là cái cử động mà cùng về một hướng, về một phía. Thế nên là cơ này ngoài cử động gây dạng ngón tay cái ra thì nó còn gây gấp xương đốt bàn của ngón cái nữa. Cử động của cơ dạng ngón tay cái là dạng ngón cái, dạng bàn tay và duỗi xương đốt gần của ngón cái. Ở ngay dưới cơ này là một cơ nhỏ bám vào màng gian cốt và mặt sau của xương quay, 1/3 giữa mặt sau của xương quay. Gân của cơ này chạy xuống dưới cũng bắt chéo ở mặt nông của gân cơ
gần các cơ gấp duỗi cổ tay, quay dài và ngắn và chạy hướng về phía ngón cái, tới bám vào nền đốt gần. Tới bám vào nền đốt gần của ngón cái. Và cơ này gây duỗi ngón cái là đương nhiên rồi, tên gọi của nó vì thế cũng là cơ gọi tên theo chức năng duỗi ngón tay cái ngắn. Nó sẽ gây duỗi ngón tay cái, gây duỗi xương đốt bàn một và gây duỗi bàn tay. Duỗi ngón tay cái, duỗi xương đốt bàn một, duỗi bàn tay. Cơ duỗi ngón tay cái ngắn. Cái duỗi ngón cái đây do nó chỉ bám vào cái nền đốt gần nên nó sẽ gây duỗi đốt gần thôi, chứ không phải là duỗi toàn bộ các đốt ngón của ngón cái. Ở dưới hơn và ngoài hơn so với cả cơ duỗi ngón tay cái ngắn và chúng ta có thấy có cái từ ngắn này, chúng ta sẽ thấy bám vào mặt sau của xương trụ và màng gian cốt. Là một cơ nguyên thủy của nó nhé, mặt sau của xương trụ và màng gian cốt. Là một cơ mà gân của nó cũng sẽ tìm tới ngón cái. Và nó chạy xuống xa hơn để bám vào nền đốt xa ngón cái. Và giống với cơ duỗi ngón tay cái ngắn, chúng ta có đây là hình ảnh của cơ duỗi ngón tay cái dài. Rõ ràng đầu nguyên ủy của nó thì nó xa ngón cái hơn so với cơ duỗi ngón tay cái ngắn, nó dài hơn. Thêm việc bám tận nó xa hơn so với cơ duỗi ngón tay cái ngắn, một cái bám vào nền đốt xa, cái bám vào nền đốt gần, nên là dài và ngắn là như vậy. Cũng tương tự chúng ta sẽ chỉ ra lại xem hai cơ duỗi của tay quay dài, duỗi của tay quay ngắn đây này. Cơ duỗi của tay quay dài nó dài hơn bởi vì nguyên ủy nó ở cao hơn so với nguyên ủy của cơ duỗi của tay ngắn. Đầu bám tận thì hai cơ này đều bám vào nền của các xương đốt bàn rồi. Đó có cơ duỗi ngón tay cái dài. Cái gân của cơ này chạy xuống dưới, chúng ta sẽ chỉ ra một cái đặc điểm cấu trúc của hãm các gân duỗi ở phía sau. Chúng ta sẽ thấy nó sẽ gây ra cử động gì? Nó sẽ gây ra cử động duỗi xương đốt ngón xa. Nó sẽ gây ra cử động thêm duỗi xương đốt bàn một nữa. Duỗi đốt xa này, duỗi xương đốt bàn một của ngón cái. Và với cái hướng chạy của sợi cơ chạy ra ngoài này, nó sẽ kéo cái ngón cái, kéo cả cái xương bàn tay vào trong và lên trên, tức là gây giãn bàn tay. Cử động của cơ duỗi ngón tay cái dài là duỗi đốt ngón xa, duỗi xương đốt bàn một và gây giãn bàn tay. Ở cũng lớp sâu và thấp nhất, chúng ta sẽ tìm thấy cơ còn lại bám vào phần 3 dưới mặt sau của xương trụ. Nguyên ủy của cơ này là 1/3 dưới mặt sau của xương trụ. Gân của cơ sẽ chạy xuống dưới ngón trỏ. Và cũng giống với cả cơ duỗi ngón út, dưới ngón năm này, gân của nó sẽ chạy xuống dưới hòa vào gân của cơ gấp cơ duỗi các ngón tay, cái gân mà đi tới ngón út. Thì gân cơ duỗi ngón trỏ, đây là hình ảnh của gân cơ duỗi ngón trỏ chạy xuống dưới ở sâu, chạy xuống dưới và hòa vào gân đi đến ngón trỏ của cơ duỗi các ngón tay. Và khi nó hòa vào gân đi đến ngón trỏ cơ duỗi ngón tay rồi thì nó sẽ chạy xuống dưới để gây ra cử động của gì? Của ngón trỏ này, và cử động đấy là cử động chung của cơ duỗi các ngón tay. Cử động chung của cơ duỗi ngón tay tức là gì? Duỗi các xương đốt ngón, duỗi xương đốt bàn và duỗi bàn tay. Duỗi các xương đốt ngón và các xương đốt bàn là duỗi của ngón trỏ. Và cơ này có tên gọi là cơ duỗi ngón trỏ. Duỗi ngón tay trỏ.
Ở giữa ngón trỏ. Nếu muốn quan sát kỹ hơn ấy, thì đây chính là hình ảnh gân của cơ duỗi. Các ngón tay ở lớp nông. Gân cơ duỗi các ngón tay ở lớp nông. Và gân cơ duỗi ngón trỏ sẽ hòa vào gân cơ duỗi các ngón tay, cái gân mà đi từ ngón trỏ. Như vậy chúng ta có 5 cái cơ ở lớp sâu vùng cẳng tay sau. Lần lượt từ trên xuống chúng ta có cơ ngửa, cơ dạng ngón tay cái dài, cơ duỗi ngón tay cái ngắn, cơ duỗi ngón tay cái dài và cơ duỗi ngón tay trỏ. Chúng ta có tất cả là 12 cơ ở vùng cẳng tay, được chia thành các ngăn cơ vùng cẳng tay trước hay ngăn mạc trước và ngăn cơ vùng cẳng tay sau hay ngăn mạc sau. Chúng ta sẽ mô tả thêm một cấu trúc nữa có ở cổ tay, tương đương với cả hãm các gân gấp ở phía trước, đó là hãm các gân duỗi. Cái cấu trúc của hãm gân duỗi thì khác so với cả hãm các gân gấp. Đây là hình ảnh của gân cơ gấp cổ tay trụ đi xuống bám vào nền xương đốt bàn 5. Và đây là hình ảnh của gân cơ duỗi ngón 5 xuống hòa vào gân đi đến ngón 5 của cơ duỗi các ngón tay. Thế hãm các gân gấp cũng là một cấu trúc bám từ bờ ngoài vào các xương thuyền và xương thang và bờ trong bám vào các xương đậu và xương móc ở cổ tay. Tuy nhiên cái hãm các gân duỗi thì lại không cùng với cổ tay để tạo thành một cái ống lớn, mà trên bề mặt của hãm này, mặt sâu của hãm này tách ra các cái vách sợi tới gắn vào các xương cổ tay để chia cái khoang giữa hãm các gân duỗi với cả cổ tay, tạo thành 6 cái đường hầm. Đường hầm ở bên trong cùng là đường hầm dành cho gân của cơ duỗi cổ tay trụ. Đường hầm tiếp theo là đường hầm dành cho gân của cơ duỗi ngón út. Ở ngoài nữa là đường hầm dành cho gân của cơ duỗi các ngón tay và cơ duỗi ngón trỏ chui qua đó. Tiếp theo là gân của cơ đường hầm dành cho gân của cơ duỗi ngón tay cái dài. Hai cái đường hầm còn lại, đường hầm ngoài cùng là đường hầm dành cho gân của cơ duỗi ngón tay cái ngắn và dạng ngón tay cái, và đường hầm bên trong hơn là đường hầm dành cho hai cơ duỗi cổ tay quay dài và duỗi cổ tay quay ngắn. Vậy nó không có một cái đường hầm lớn giống như ống cổ tay ở phía trước, được chia thành 6 đường hầm. Nhắc lại, đường hầm ngoài cùng là đường hầm dành cho cơ dạng ngón tay cái và duỗi dạng ngón tay cái dài và duỗi ngón tay cái ngắn. Đường hầm tiếp theo là đường hầm dành cho gân của các cơ duỗi cổ tay quay dài và duỗi cổ tay quay ngắn. Đường hầm thứ ba là đường hầm dành cho cơ gân của cơ duỗi ngón tay cái dài. Đường hầm thứ tư là đường hầm dành cho gân của cơ duỗi các ngón tay và gân của cơ duỗi ngón trỏ. Đường hầm thứ năm là đường hầm dành cho gân của cơ duỗi ngón út. Và đường hầm thứ sáu là đường hầm dành cho gân của cơ duỗi cổ tay trụ. Đây là cái cấu trúc của hãm các gân gấp. Và cái cấu trúc hãm này cũng có vai trò tương đương hãm các gân duỗi, tức là nó sẽ giữ các gân hãm các gân duỗi, tương đương với hãm các gân gấp, và nhiệm vụ của nó là giữ các gân gấp lại và làm điểm tì để tác động lực xuống cái phần tiếp theo của các gân này.